Quý khán giả thân mến, trước đây khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp để phòng tránh lây lan dịch bệnh từ nguồn rác. Cùng với hướng dẫn xử lý thì một số quận huyện còn cung cấp túi ni lông và thùng rác màu vàng để lắp đặt trong khu dân cư nhằm phân biệt rác của bệnh nhân F0 với rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay việc này đang bị bỏ ngỏ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm từ rác rất cao. Rác các loại được cho vào bọc để trên đường, bụi cây, cặp hông trường học hay cơ quan doanh nghiệp. Đến giờ xe rác đến lấy. Việc phân loại rác trước đây đã làm nhưng giờ không được duy trì. Đáng quan tâm là rác của người bệnh COVID-19 cũng được để chung với rác sinh hoạt hàng ngày. Khó là mình không quản lý được cái vấn đề F0. Tại vì một số người nếu trường hợp mà có lên khai báo ở trạm y tế thì sẽ nắm được, còn một số hộ dân mà không khai báo thì đơn vị thu gom rác cũng như là những người dân xung quanh người ta cũng không biết hộ gia đình đó là có bị F0. Ra cái vấn đề mà sử dụng rác thu gom rác chung với rác sinh hoạt hàng ngày đó cũng rất là khó khăn. Từ năm 2021, Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tập huấn về phân loại, xử lý rác sinh hoạt và rác của F0. Đồng thời, tại một số địa bàn có số ca F0 tăng cao, ngành chức năng tiến hành cấp thùng đựng rác và túi ni lông cho các hộ gia đình có F0, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn về phân loại và để riêng với rác sinh hoạt nhằm tránh lây nhiễm. Các cái trạm y tế của xã thị trấn trên địa bàn là kết hợp với các cái tình nguyện viên là coi như phát hiện cái trường hợp F0 là coi như là tình nguyện viên đến nơi cư trú của người bị nhiễm F0 là thu gom cái rác thải do người nhiễm bệnh về là coi như là chỗ trạm y tế của xã phường thị trấn để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, công việc này chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn. Theo ngành chức năng, hiện nay đa số bệnh nhân đều cách ly điều trị tại nhà. Mặt khác, chỉ bệnh nhân có lên trạm y tế khai báo hoặc xét nghiệm thì địa phương mới nắm được danh sách cụ thể. Việc cấp túi ni lông và thùng đựng rác chỉ được thí điểm tại một số địa bàn chứ không đại trà và không được duy trì, nên rất khó khăn trong việc vận động người dân thực hiện phân loại rác. Để tùm lum không có phân biệt như lúc trước mà màu ra điện bên em biết, cho nên bên em vẫn thu gom sạch sẽ hết, nhưng mà mấy chị em cũng kỹ, có dặn kỹ là phải xịt khuẩn trước khi lấy rác. Trong quá trình thu gom rác trên địa bàn thấy công ty chúng tôi cũng gặp một khó khăn, rác F0 mà có các hộ gia đình cách ly tại nhà đều lẫn lộn trong rác sinh hoạt thì cái này cũng khó khăn cho công tác thu gom để tách ngoài rác F0 ra. F0 trong cộng đồng rất là nhiều, để tránh cái tình trạng mà lây lan thì chủ yếu động viên ở nhân và gia đình là xử lý tại nhà là chủ yếu, chứ còn y tế là không thể khả năng nào mà gom được hết trơn cả phường. Tôi cũng xin đề nghị là các cơ quan chức năng cũng như là Sở Y tế, các ngành có liên quan thì phối hợp để mà tìm biện pháp để có cái hướng để mà khắc phục đối với những mà rác thải mà đối với những người dân mà bị ảnh hưởng COVID F0 là ở nhà để mà sạch, để không có ảnh hưởng cái môi trường xung quanh. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng việc quản lý nguồn lây nhiễm từ rác của bệnh nhân F0 bị bỏ ngỏ đang là một trong những nguy cơ gia tăng số ca mắc. Người dân mà để lẫn lộn rác y tế và rác sinh hoạt á, điều này nó gây ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh cũng như là nó không đảm bảo cái công tác là phòng bệnh ở tại cộng đồng. Thì ngành y tế cũng đã chỉ đạo cho các cái trung tâm y tế dự phòng, các trung tâm y tế và các trạm y tế là thường xuyên là tổ chức tăng cường cái việc tuyên truyền, giáo dục người dân, và đồng thời là một số nơi thì cũng đã tổ chức cái mô hình tự quản, tức là cung cấp cái thùng đựng rác màu vàng ở một cái nơi gần đó tập trung, và tất cả các rác đó thì được gom về đó để mà xử lý cùng một lúc. Việc mà kiểm tra giám sát thì chúng tôi giao lại cho y tế địa phương phối hợp với chính quyền địa phương để mà tự tổ chức kiểm tra giám sát. Chấn chỉnh việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác của bệnh nhân F0 sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.